Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Phát triển Mẫu Cực Hiên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết kế một chiếc áo rút dây ở vai. Mình có các cái số đo cơ bản như sau. Dài áo là 58cm, vòng ngực là 88cm. Bây giờ mình sẽ đi vào phần thiết kế thân trước. Đầu tiên, các bạn sẽ kiểm đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang cách viên giấy một khoảng trống như thế này. Mình đặt điểm này điểm A. Từ điểm A này chúng ta lái xuống là dài áo. Thì dài áo sẽ bằng nhịp số đo và trừ 2 cm vai. Dài áo của mình 58 trừ 2 cm vai thì còn lại là 56. Và mình kiểm đường thẳng ngang. Và mình đặt điểm này là điểm B. Từ điểm A chúng ta sẽ lái xuống hạ nách. Hạ nách thì bằng số đo hạ đỉnh ngực và mình sẽ cộng thêm cho 2 cm. Vì là thân trước có chồm vai cho nên chúng ta trừ cho 2 cm vai. Thì số đo hạ đỉnh ngực của mình là 23 cm. Mình sẽ cộng thêm cho 2 cm nữa là 25. Và trừ cho 2 cm vai thì chúng ta còn lại là 23 cm. Và mình kéo đường thẳng ngang vuông góc. Mình đặt điểm này là điểm C. Từ điểm A này chúng ta sẽ lấy qua là ngang cổ. Ngang cổ thì mình lấy là 13 cm. Vì cổ này là dạng cổ thuyền. Mình đặt điểm này là điểm A1. Từ điểm A này chúng ta lái xuống là hạ cổ. Hạ cổ thì bằng 8 cm. Mình đặt điểm này là điểm A2. Sau đó mình kẻ các cái đường ngang vuông góc như thế này để mình vẽ cái vòng cổ thân trước. Mình vẽ nối hai điểm này lại và mình chia 2. Và mình cũng chia 2 như thế này. Sau đó mình đánh cong cái vòng cổ. Từ điểm A này chúng ta lấy qua là ngang vai. Thì ngang vai của mình là do vai sợ. Cái vai chứa phần tay trong đó. Cho nên mình lấy vai là 48 cm. Thì ngang vai sẽ bằng số đo mà chia cho 2. Thì con 8 mà chia 2 thì được là 24 cm. Mình đo từ cái điểm đầu vai này vào cái điểm A1 là ở đây mình đo được 11 cm. Mình lấy 11 cm này mình sẽ nhân cho thêm cho 1,8 cm cái độ vuông, thì mình được là 17,6 cm. Thì từ điểm A1 này mình lấy ra là 17,6 cm là cái điểm đầu vai. Từ điểm D này mình sẽ kéo một đường thẳng vuông góc như thế này. Từ điểm C này chúng ta sẽ lấy qua là ngang ngực. Ngang ngực thì bằng vòng ngực chia cho 4 và cộng thêm cho 3 cm cử động. Thì ở đây vòng ngực của mình là 88 chia 4 thì được là 22 và cộng 3 cm nữa là 25 cm. Mình đặt điểm này là điểm C1. Ngang lai. Ngang lai sẽ bằng là ngang ngực thì cũng sẽ là 25 cm. Sau đó mình nối điểm B1 và C1 lại với nhau. Từ điểm D chúng ta sẽ lái xuống là 5 cm. Sau đó mình nối cái điểm C1 lên cái điểm 5 cm đó. Mình đặt cái điểm này là điểm D1. Giữa cái đoạn thẳng này chúng ta lấy ra là 0,5 cm. Sau đó mình sẽ đánh cong như thế này. Từ điểm B chúng ta lấy xuống 2 cm là xe vạc. Từ cái điểm B1 này chúng ta sẽ lấy lên là 11 cm. Mình đặt điểm này là điểm B3. Và B1 mình lấy vào là 7 cm. Điểm B4. Từ cái điểm xe vạc B2 chúng ta sẽ đánh cong cái lai áo đi qua B4 và B3.
mình nối điểm B3 và C1 lại, chúng ta được cái đường sườn áo như thế này. Đoạn thẳng A2 và B2 là giữa thân trước, là vải cặp đôi, cho nên mình sẽ vẽ nét đứt như thế này. Đường mi vai thì chúng ta sẽ chừa là 1,5 cm. Tay áo chúng ta sẽ chừa là 1,5 cm. Và sườn áo 1,5 cm, lai áo 1,5 cm. Thân trước nhân 1. Vòng cổ chúng ta sẽ chừa đường mi là 0,8 cm. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy cho mình một like, một bình luận và một chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn. Mời các bạn đón xem phần 2, phần thân sau.